Trên thế giới, ngày 6 tháng 2, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ở thủ đô Washington của Mỹ vừa ra phán quyết rằng cựu tổng thống Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố trước các cáo buộc liên quan đến việc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 hội đồng ba thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang tại washington đã nhất trí bác bỏ lập luận trước đó của ông trump rằng ông không thể bị truy tố về các cáo buộc được đưa ra liên quan đến các trách nhiệm chính thức của ông trên cương vị tổng thống lập luận này của ông trump đã khiến phiên tòa xét xử vụ án hình sự bị trì hoãn Tòa phúc thẩm cho thời hạn đến ngày 12 tháng 2 để ông Trump đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ. Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump cho biết ông sẽ kháng cáo, đồng thời cho biết bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng phải được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối. Trong khi đó, Nhà Trắng và chiến dịch tái tranh cử của tổng thống đương nhiệm Joe Biden từ chối bình luận về vụ việc. Ông Trump đối mặt với bốn tội danh trong vụ án hình sự liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, trong đó có âm mưu lừa gạt nước Mỹ và âm mưu cản trở thủ tục chính thức. Ông không nhận tội và cáo buộc các công tố viên gây thiệt hại cho chiến dịch tranh cử của ông.